thông tin từ khoa nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cho biết, tại đây các bác sĩ phải tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân nữ 27 tuổi liên tục đi vệ sinh ra đốt sán dài, uống thuốc sổ run không bớt. Xét nghiệm 8 loại ký sinh trùng cho thấy người này nhiễm 5 loại, gồm run lươn, run đũa chó mèo, sán lá gan lớn, sán lá gan bé và sán dây bò. Bệnh nhân cho biết không ăn tiết canh nhưng có thói quen ăn rau sống. Bác sĩ nhận định đây có thể là nguồn lây truyền run sán và nhiều loại như vậy, chứng tỏ rau sống chưa được rửa sạch. Bệnh nhân đã được điều trị bằng thuốc, hiện tại sức khỏe đều ổn định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Đề, Nguyên trưởng Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, một số loại run sán xâm nhập qua da, song đa phần lây truyền qua đường ăn uống. Nguyên nhân phổ biến đó là thức ăn chưa được nấu chín kỹ hoặc không hợp vệ sinh, có chứa trứng hoặc ấu trùng sán. Run sán ký sinh trong cơ thể, hút các chất bổ dưỡng để phát triển, lâu dài sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch, gây tổn thương ruột, viêm ruột, rối loạn tiêu hóa. Cái tỷ lệ sán dây chung, tức là có sán dây lợn, sán dây bò, sán dây châu Á, thì nó tỷ lệ nhiễm độ khoảng từ 0,5 cho đến 12%. Nó tùy thuộc từng cái địa phương và tùy thuộc cái tập quán ăn cả cái thức ăn chưa nấu chín, như là thịt lợn hoặc thịt châu bò chưa được nấu chín thì nó nhiễm sán dây. Thì trong đó là trong 3 loại sán dây thì chỉ có mỗi cái sán dây lợn là nó gây bệnh ấu trùng ở người. Đấy, thì cái đường nhiễm con ấu trùng, cái bệnh ấu trùng sán lợn vào người ấy, là không phải mỗi ăn thịt lợn sống đâu, mà cái đường nhiễm phổ biến ở trong cộng đồng lại là từ rau và các cái thức ăn do ruồi nhặng nó tha vào, cái trứng sán dây nó tha vào thức ăn. Khoái khẩu bây giờ là ví dụ như là nói chuyện về sán ấy, thì nếu sán lá lại có cái sán lá gan nhỏ là liên quan đến tập quán ăn gỏi cá. Thì hiện nay có 32 tỉnh là có cái tập quán ăn gỏi cá này rất rõ rệt. Thế còn nếu mà có cái rải rác nhiều tỉnh khác thì chúng ta chưa điều tra. Nhưng nói chung là cứ có tập quán ăn gỏi cá là nhiễm cái sán lá gan nhỏ. Và cái tập quán ăn rau sống thủy sinh ấy, thì hầu khắp toàn quốc. Và hiện nay là đã có trên 53 tỉnh thành có sán lá gan lớn lưu hành do cái tập quán ăn rau thủy sinh, như rau ngổ, rồi rau muống ao, rồi là cải son, rồi là rau rút, vân vân. Đấy, thế còn về sán dây thì có, hiện nay tôi nói là có 3 loại sán dây lợn và sán dây bò, sán dây châu Á. Thì sán dây bò là do ăn thịt trâu bò, như là phở tái chẳng hạn. Thế còn thịt lợn thì ăn những cái món là như là nem thính, nem chua, và có thể ăn cả tiết canh, cũng có thể nguy cơ nhiễm cái sán lợn. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Đề khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc ăn uống hợp vệ sinh, không ăn thịt sống hoặc tái, không ăn thịt động vật mắc bệnh, ăn chín uống sôi, phát hiện và tẩy run kịp thời nếu bị nhiễm bệnh.